Ngày 26 tháng 5, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp do đối tượng lợi dụng kẽ hở của cơ chế chính sách, thủ tục thông thoáng. Theo đó, trung bình trong vài ba năm gần đây, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 2.000 đến 2.300 vụ vi phạm trên một năm, trị giá hàng vi phạm trên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong khoảng 5 tháng đầu năm 2016, số vụ vi phạm được phát hiện giảm 50%, nhưng trị giá hàng vi phạm lại tăng lên hơn 7 lần, tương đương với 420 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.